Đề bài ngày hôm nay. Trong bài thơ Vàm Cỏ Đông, nhà thơ Hoài Vũ có viết: đây con sông như dòng sữa mẹ, nước về xanh ruộng lúa vườn cây, và ấm áp như lòng người mẹ, chở tình thương trang trải đêm ngày. Câu hỏi cho bài: đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận thế nào về vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương? Như vậy, nằm trong dạng 4, đề bài này muốn các con khắc sâu và con phải tự cảm nhận để thấy được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông. Vậy, ta sẽ cảm nhận như thế nào để truyền tải thành một đoạn cảm thụ? Chúng mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên như mọi khi, đó là đọc để bước đầu hiểu nội dung. Với đoạn thơ này, chúng mình sẽ đọc như thế nào? Các con theo dõi trên màn hình nhé. Ở phần này, các con chú ý phần ngắt nhịp. Ta sẽ chú ý ngắt ở câu và ấm ấp như lòng người mẹ. Các con ngắt theo nhịp 3, 4. Và câu chở tình thương trang trải đêm ngày. Tương tự như vậy. Với phần ngắt nhịp này, các con chú ý để giãn nhịp và tạo điểm nhấn cho đoạn thơ. Vậy ta cần nhấn ở đâu nữa? Các con chắc cũng sẽ đoán được đó là những từ để gợi tả lại hình ảnh mà tác giả muốn truyền tải đến. Đó là cụm hình ảnh dòng sữa mẹ. Nhấn ở từ ngữ gợi tả hình ảnh ấm áp và hình ảnh lòng người mẹ. Thêm đó là từ trang trải. Đó là những từ khi đọc sẽ giúp cho các con bước đầu cảm nhận, và việc con nhấn cũng chính là việc con đang giúp hiểu cho nội dung. Chúng mình cùng đọc theo cô nhé.